Vâng, thưa quý vị, sáng nay thời tiết Hà Nội có những chuyển biến mới nhưng không phải là do khí lạnh về. Mưa lất phất bản chất là do khối khí lạnh cũ suy yếu, tạo gió đông nam đưa ẩm vào. Nhưng mà khắp Đông Bắc Bộ cũng chỉ là mưa vài nơi thôi. Sang buổi chiều sẽ có lúc tạnh. Phải đến chiều tối và đêm nay, không khí lạnh mới tăng cường xuống tới miền Bắc. Mưa cũng vẫn giữ ở diện vài nơi. Tác động chính của không khí lạnh là làm gió mạnh lên. Trong đất liền là từ cấp 2 cho tới cấp 3. Ven biển là cấp 3 tới cấp 4 và nhiệt độ sẽ giảm dần. Từ ngày mai ở Bắc Bộ sẽ rét cả ngày, thậm chí vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. Với nền nhiệt ban đêm khắp vùng là từ 14 cho tới 17 độ, vùng núi là từ 10 cho tới mức 13 độ. Trời chuyển rét, những người bị viêm xoang rất dễ bị tái phát khi mà tiếp xúc với gió lạnh. Quý vị lưu ý cần giữ ấm cho vùng cổ bằng khăn quàng và rất cần thiết dùng khẩu trang dày để bảo vệ vùng mũi họng khi mà ở ngoài trời. Không khí lạnh sẽ duy trì rét trong khoảng một tuần tới. Hai ngày đầu trời sẽ rét với trạng thái nhiều mây âm u. Ở Hà Nội nhiệt độ ban ngày vào khoảng là từ 20 cho tới mức là 21 độ. Còn từ ngày mùng 10 trở đi trời có thể sẽ có nắng vào buổi trưa và chiều. Lưu ý là đêm ngày mùng 10 nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm khá thấp, chỉ còn là 13 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề đáng chú ý tối nay vẫn là chiều cường. Lúc 19 giờ và 20 giờ, đỉnh chiều tại trạm Nhà Bè và Phú An dự báo vẫn cao, đạt mức 1m58 và 1m57, đều là mức dễ dàng gây ngập cho các tuyến đường trũng thấp. Rất may là lúc chiều cao dự báo trời sẽ không có mưa, có chăng chỉ là mưa rào nhẹ trước lúc đó khoảng tầm 16 tới 17 giờ. Còn đầu giờ chiều nay trời nắng mạnh, nhiệt độ cao ở vào khoảng là 33 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.